Người Việt ăn cái này nó là cái mùi nó mọc nhóc hết trơn dưới đây luôn nè, làm bò lúc lắc đẩy lên, ai xem được ai ở gần đây thì thấy xào lách son. thì hai sản xong cái này cũng có 2 triệu đồng cho hai máy bằng không. Mày đang định làm món gì vậy? Có hỏi gì nó có gì chưa nhỉ? Đi đi chơi chiếc kiểu bạn. Món gì vậy? Gà kho. Bao nhiêu đây là cũng cả ngàn đồng. 4 tuần thì ra là 1.200 đồng. Không ăn nữa, nó lấy đồ ở nhà nó đem theo nó ăn. Ngắt rồi, đóng cái ngắt rồi. Là nước đã bào uống được hết. Cứ ngắt hết trơn. Ở dưới đây có đứa nhỏ nào nó làm ông già tiếc kìa. Dễ thương. Chiếc xe ngày hôm qua tới giờ, ngày hôm kia tới giờ luôn, bữa thứ năm tới giờ luôn, còn đóng tiếc không rời bãi luôn. Trên bầu trời có mặt trăng nữa kìa. Có cái đường bay nó bay bên kia nữa. Lát nữa đi chợ. Dạ, đi tới xong đi. Hà Vy có đi chợ luôn không? Không, tôi phải vén. Bà cũng không biết mấy giờ. Vén kiếm nè. Nó mót kìa. Mấy giờ Hà Vy đi chơi trượt xi? Đi chơi chơi tuyết chứ? Khoảng chừng 1 giờ rưỡi rồi đó. Also 13:40 kann ich auf den Bus fahren für laufen von da bin ich ungefähr 2. 1:40 đi. Ok. Nhớ quay cho bà cái clip nha. Yeah. Wenn kommst du zum Bus kann? 8:00 bitte. 8 giờ tối. 8 giờ đi dự disco disco thầy dance net disco. Do exact disco, non disco vậy đó, giống như disco đó, đi nhảy mốt à. Đi tới từ mấy giờ, 8 giờ cho tới mấy giờ về? Also, wir gehen um 8 und es geht von 9 bis 3. 8 giờ tới 3 giờ khuya. Toàn là nhạc cổ không? Mấy mẹ con nó phái đi xem mấy cái, nghe mấy cái nhạc cổ ấy. Nhạc từ thời 60 cho tới 90. Nhớ quay clip luôn nha. Clip video mà. Như mai dậy chưa hả Vy? Dạ. Mai với Hà Vy không đi chợ chung hả? Không. Bà ba với mama đi á. Ok. Yeah.
một tờ giấy dài thòn 145 đồng 65 xu. Mỗi một lần đi chợ cuối tuần đó là khoảng chừng 150 đồng, là một tuần đó là đi, có thể là trong tuần đó là đi lắc nhắc đó, là thêm ít đỉnh nữa là cho trung bình là một tuần 300 đồng tiền thị sĩ đi mua đồ ăn. Thì 4 tuần thì ra là 1.200 đồng, 1.200 đồng tiền chi tiêu nói là ăn uống cho gia đình. Còn mà mấy cái tiền mà Hạ Vi này nọ đó, mình cho tiền đi học là khác nữa. Tiền mà mình cho Hạ Vi với Như Mai đi học đó là mỗi một đứa là 50 đồng một tuần. Thì mỗi một ngày nó ăn khoảng chừng 10 đồng à. Có khi nó không ăn nữa, nó lấy đồ ở nhà nó đem theo nó ăn. Mỗi một đứa 50 đồng thì 4 tuần thì 200 đồng một đứa. Thì ra là 400 đồng cho mỗi tháng cho hai đứa. Đó là chưa có nói tới tiền mà cho đi chi tiêu, mà cho đi chơi ăn xài. Tiền để mà đi chơi ăn xài ở ngoài thì mình tùy thôi, tùy trường hợp mà dư giả cho đi hoặc là như thế nào đó, cái đó là tùy thôi. Tính ra thì ăn xài ở bên ngoài thì gia đình mình cũng tiết kiệm mấy cái phần đó, ít có xài nhiều lắm. Mình cho là mỗi một tháng là khoảng tầm 200 thôi. Ví dụ như là đi ra ngoài ăn nhà hàng chung gì đó thì lâu lâu cũng phải tốn một chút nữa. Đó là nói về tiền đi ra ngoài đường ăn uống và cho tiền đi chơi. Còn nói về tiền mà mua sắm quần áo thì mỗi năm mỗi một đầu người là cho trung bình khoảng chừng 500 đồng. Đó là mình tính trung bình thôi, tính tiết kiệm đó. Thông thường thì giày vớ quần áo thì cũng ít có tốn tiền lắm. Tại vì mua một lần thì xài cũng rất là lâu. Cho nên đó là lâu lâu mình có cảm thích cái gì đó mới mới, giống như là cái áo mùa đông hoặc là cái quần mùa hè, thì mình cứ mua một cái hai cái gì đó, chứ một năm không có tốn bao nhiêu tiền quần áo đâu. 500 đồng cho một người như vậy mà xài, không xài nhiều thì mình có thể mình dành tiết kiệm. Đó là cái số tiền mà thường thường hay dư để mà tiết kiệm cho mỗi năm. Bây giờ bà xã Công Hân đã nấu đồ ăn xong rồi, cho nên đó là Công Hân chuẩn bị ăn. Cảm ơn quý vị đang theo dõi xem video. Mà kho gà cái màu gì mà lật nhắc cũng biết. Món này kêu món gì vậy? Gà kho. Gà kho. Kho cái màu trắng nhắt này. Mặn quá, cay quá, lạ quá, không ngon. Cái này kho trong đây có cái gì? Cải nè. Cải này là dưa cải mua ở Đại Hình Chung. Mày ăn có cái mùi vị như sao? Có ớt. Cay không? Dạ, cay một chút. Cay gì Hà Vi ăn được không? Dạ được. Chút sốt Hà Vi. Canh gà bà nấu mì mèo à? Để vô ăn cái nó rút xương ra hết luôn. Giống như là gà hầm thuốc bắc vậy. Nó cay cay rồi nó có cái mùi vị thuốc bắc á. Bà nấu cái kiểu giống như phở hay sao mà nó có mùi vị thuốc bắc á. Bao nhiêu đây là cũng cả ngàn đồng. Đây cái này để cũng chừng 3 tháng rồi. Thank you.
chưa vậy? Hồi về đi chơi tiếp với bạn. Hồi về chưa vậy? Hồi về chắc ăn gì bạn? Rồi mấy giờ hồi về về mày biết không? Hồi con không biết. Mày đang định làm món gì vậy? Bruschetta. À, bánh mì nướng để tomat lên bánh mì. Dạ. Theo kiểu ý. Bruschetta. Biến nóng gồm có bơ nè, thịt nguội nè, phô mai nè, cá hun khói, rồi salami, rồi nói chung là bánh mì này nọ chút xíu vậy đó, mọi thứ chút xíu đơn giản. Bánh mì thì như mai nướng lên xong cái cà này là có một chút gia vị trên đó, cái bắt đầu bỏ lên bánh mì rồi ăn, hoặc là mình có thể mình chét bơ rồi kẹp một miếng thịt nguội hoặc là cá hồi hun khói. Hà Vi thì nó đi chơi tiếp, nó chưa có về, có khi nó ăn ở ngoài luôn à. Ngày mai có đẩy butter lên không? Có đẩy bơ lên không? Đẩy bơ lên thì như thế này. Vậy em không phải. Đó ba tưởng không phải đẩy bơ. Có lần Công Hân đem mấy cái thịt hun khói nè, mà đem về Việt Nam ở dưới quê á, không ai thích đó nha. Ở bên đây là cái loại thịt hun khói nó đắt tiền lắm. Này nhìn giống lạp xưởng mà không phải lạp xưởng. Người Việt ăn cái này là cái mùi nó khó ăn nhưng mà ăn quen rồi là ghiền. Thứ nữa mai nó mà đi đi lại cái chỗ khi mà nhảy mối đó là vô đó tốn tiền đó là giá nhiêu? 15 đồng. 15 đồng. Cho 20-30 đồng. Vậy cũng rẻ đó, giá 15 đồng cũng rẻ. Was ist da passiert? Zum Kurier, der hat jetzt in die Sapschmacht der Ehe geschrieben. Habe ich lacht, ne? Je nhà ăn, hay là habe ich ăn ở ngoài? Habe ich. Chắc habe ich ăn với bạn. Mấy cái món này á, nó nhanh gọn lẹ. Tiền bơ, tiền phô mai với tiền nói chung là thịt nguội với thịt hun khói này nọ luôn đó, là bánh mì luôn đó, là nó cũng cỡ giá tiền giống như là mình nấu đồ ăn, mình
mua đồ ăn mình nấu chắc cũng cỡ 20 đồng, thì cái này cũng cỡ 20 đồng. Cheese box, chúc vui vẻ. Ăn cái gì chưa? Yeah. Ăn cái gì ạ? Pizza. Pizza? Yeah. Ngon. Good. Was mein selber kocht. Dạ. Tuyết nó tan bớt rồi nè, nó lòi lá lên hết rồi. Sáng chủ nhật cơ, bây giờ là 10 giờ rồi. Ở đây không biết cái gì chuông nó gheo dữ lắm á. Là cái thường thường đó là chuông gheo nó có nhiều cái vấn đề gì đó trong nhà thờ, chuông nó mới gheo lâu gì. 10 giờ sáng chủ nhật nhiệt độ nó 6 độ ấm. Nói chung là so với ngày hôm qua nó buổi tối nó âm 2 độ luôn. Bis wann bist du gestern heimgekommen? Viertel ab eins. Ja. Sicher? Ich glaube nicht. Wir sind am Eis. Mag ja. Sao về sớm vậy? Weil meine Melena hat Mutter. À, mai buồn ngủ hả? Vui không? Vui. Có quay phim không? Có quay phim lại không? Camera mất. Ice, nhưng mà it's viel zu viel Leute.
Ich fasse keinen Platz gerade zum Film. Chút nữa đi dạo không? Đi hai sạch đất xong. Không. Lạnh quá. Làm biến không? Ừ. Tuần trước anh đi lúc mà thứ năm á. Đi dạo ra ngoài đó nhiều lắm. Nhiều sạch đất xong. Ở chỗ Steam đi mong. Quá trời nhiều luôn á, xanh tươi tốt dễ sợ luôn nè. Ai muốn ăn xà lách son á thì lại đây hái nha, nhiều lắm á. Nói chung là đầy hết trơn luôn, mọc nhóc hết trơn dưới đây luôn nè. Wow, tốt dễ sợ luôn á. Cái này làm bò lúc lắc đẩy lên. Bây giờ đó là mình quay cái clip này đó, ai xem được, ai ở gần đây á thì thấy xà lách son á, hiện tại là mùa thu gần cuối thu rồi nè mà vẫn còn nhiều xà lách son thì tới đây hái nha, ngon lắm, nhìn tươi, thích dễ sợ luôn, bao la luôn, muốn hái nhúng mắm, nhúng lẩu gì đó thì lại đây hái nha. Bây giờ Công Hân xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn video lần sau. Xin chào tạm biệt.